Chương 14. Một ngày Sa-bát, Đức Chúa Giê-xu vào nhà một kẻ cả dòng Pha-ri-si để dùng bữa. Những người ở đó dòm hành Ngài. Số là có một người mắc bệnh thủy thủng ở trước mặt Ngài. Đức Chúa Giê-xu cất tiếng hỏi thầy dạy luật và người Pha-ri-si rằng, trong ngày Sa-bát có nên chữa bệnh hay không? Họ đều làm thinh. Ngài bèn đem người bệnh chữa lành rồi cho về. Đoạn, Ngài phán cùng họ rằng, nào có ai trong các ngươi đương ngày Sa-bát nếu có con trai hay là bò mình té xuống giếng mà không kéo liền lên sao? Họ không đối đáp gì về điều đó được. Ngài thấy những kẻ được mời đều lựa chỗ ngồi trên nên phán cùng họ thí dụ này. Khi người ta mời ngươi dự tiệc cưới, chớ ngồi chỗ cao nhất vì e rằng trong những khách mời có ai tôn trọng hơn ngươi. Người đứng mời sẽ đến nói cùng ngươi rằng, hãy nhường chỗ cho người này ngồi, mà ngươi xấu hổ vì phải xuống chỗ chót chăng? Nhưng khi ngươi được mời, hãy ngồi chỗ chót, người đứng mời sẽ đến nói cùng người rằng, hỡi bạn, xin ngồi lên cao hơn. Vậy thì điều đó làm cho ngươi được kính trọng trước mặt những người đồng bàn với mình. Bởi vì ai tự nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, còn ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên. Ngài cũng phán với người mời Ngài rằng, khi ngươi đãi bữa trưa hoặc bữa tối, đừng mời bạn hữu, anh em, bà con và láng giềng giàu, e rằng họ cũng mời lại mà trả cho ngươi chăng? Song khi ngươi đãi tiệc, hãy mời những kẻ nghèo khó, tàn tật, què đuôi thì ngươi sẽ được phước, vì họ không có thể trả lại cho ngươi. Đến kỳ kẻ công bình sống lại, ngươi sẽ được trả. Một người đồng tiệc nghe lời đó thì thưa Ngài rằng, phước cho kẻ sẽ được ăn bánh trong nước Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, có người kia dọn tiệc lớn, mời nhiều người ăn. Khi đến giờ ăn, sai đầy tớ mình đi nói với những kẻ được mời rằng, hãy đến, mọi sự đã sẵn rồi. Xong họ đồng tình xin kiếu hết. Người thứ nhất nói rằng, tôi có mua một đám ruộng, cần phải đi coi, xin cho tôi kiếu. Kẻ khác rằng, tôi có mua 5 cặp bò, phải đi xem thử, xin cho tôi kiếu. Kẻ khác nữa rằng, tôi mới cưới vợ, vậy tôi đi không được. Đầy tớ trở về, trình việc đó cho chủ mình. Chủ bèn nổi giận, biểu đầy tớ rằng, hãy đi mau ra ngoài chợ và các đường phố, đem những kẻ nghèo khó, tàn tật, đuôi, què vào đây. Sau lại, đầy tớ trình rằng, thưa chủ, điều chủ dạy đã làm rồi, mà hãy còn thừa chỗ. Chủ nhà lại biểu rằng, hãy ra ngoài đường và dọc hàng rào, gặp ai thì ép mời vào cho được đầy nhà ta. Vì ta nói cùng các ngươi, trong những kẻ đã mời trước, không có ai được nếm bữa tiệc của ta đâu. Có đoàn dân đông cùng đi với Đức Chúa Giê-xu, Ngài xây lại cùng họ mà phán rằng, nếu có ai đến theo ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình và chính sự sống mình nữa, thì không được làm môn đồ ta. Có ai không vác thập tự giá mình mà theo ta, cũng không được làm môn đồ ta. Và trong các ngươi có ai là người muốn xây một cái tháp mà trước không ngồi tính phí tổn cho biết mình có đủ của đặng làm xong việc cùng chăng sao? E khi đã xây nền rồi không làm xong được thì mọi người thấy liền chê cười và rằng người này khởi công xây mà không thể làm xong được. Hay là có vua nào đi đánh trận cùng vua khác mà trước không ngồi bàn luận xem mình đem đi 1 muôn lính có thể địch nổi vua kia đem 2 muôn cùng chăng sao? Bằng chẳng nổi, khi vua kia còn ở xa, sai sứ đi xin hòa. Như vậy, nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có, thì không được làm môn đồ ta. Muối là giống tốt, nhưng nếu muối mất mặn, thì lấy chi làm cho nó mặn lại được? Không dùng chi được cho ruộng hoặc cho phân, người ta phải bỏ nó ra ngoài. Ai có tai mà nghe, hãy nghe.